chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Mình là Mỹ Phượng, rất vui được gặp lại mọi người nha. Bây giờ tụi mình hãy cùng bắt đầu một ngày mới nào. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Tây Ban Nha. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi? Ngày hôm nay của Phượng là một ngày rất là thú vị và Phượng đã có một ngày làm được rất là nhiều những cái việc mà Phượng mong muốn và Phượng yêu thích. Phượng đi lang thang khắp nơi trước khi thành phố đóng cửa trở lại vì dịch có vẻ như đã bắt đầu quay trở lại Tây Ban Nha khá là nghiêm trọng rồi. Thì nói chung là bây giờ phải tranh thủ đi ra đường để đến khi mà bị block lại, bị shutdown một lần nữa thì không có cảm giác như mình ở nhà quá lâu. Nói chung là như vậy. Phượng không biết là ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi. Phượng hy vọng là các bạn đang có một ngày thật là thú vị nha. Thì hôm nay Phượng không có quay clip nhiều bởi vì nhiều lý do. Phượng không có quay được clip cho mọi người. Nhưng bù vào đó thì Phượng cũng đang có một chủ đề mà Phượng sau rất là nhiều trăn trở, rất là nhiều những cái cuộc nói chuyện với bạn bè. Thật ra thì cái chủ đề này Phượng rất là ngại nói luôn. Nó là một trong những cái mà Phượng muốn nói từ khá là lâu rồi. Trong những cái clip rất rất là xa xưa của Phượng, Phượng rất là muốn đề cập tới chủ đề này. Tuy nhiên Phượng có một chút e ngại. Vì Phượng ngại là khi Phượng kể câu chuyện này ra thì nghe có vẻ như mình fail quá. Mình nó có rất là nhiều những cái gọi là sao ta, thấy giống như là mình khờ khạo, ngây ngơ. Nói chung là nó lòi cái yếu điểm của mình ra. Thì Phượng cái biệt danh mà xứng đáng nhất của Phượng cho tới hiện tại là Mi Ngơ. Tên Phượng là tên Mỹ Phượng nhưng mà các bạn ở nước ngoài gọi không được là Mỹ Phượng thì các bạn thường gọi là Mi thôi, hoặc là gọi tên Tây Ban Nha của Phượng là Camila. Thì ai mà thích gọi tên Việt Nam thì chỉ gọi được Mi thôi. Thì Phượng hay ghép là Mi Ngơ. Mi Ngơ là Phượng rất là ngơ ngác luôn á. Phượng từ khi qua đây Phượng mới phát hiện ra là mình ngơ lại càng ngơ, cho nên là khi mà nhắc đến câu chuyện này Phượng rất là ngại kể ra, bởi vì Phượng cảm thấy nó thể hiện cái sự quá sức là ngơ ngác của mình và Phượng hơi bị ngại, hơi bị quê, hơi bị nhục. Nhưng mà cũng là do những cái gọi là lời khuyên của bạn bè, mọi người thì thấy là Phượng nên kể câu chuyện này ra, bởi vì cái câu chuyện này nó sẽ có ích cho rất là nhiều bạn, nhất là những cái bạn sinh viên sắp đến Tây Ban Nha, giống như Phượng hơn một năm về trước. Thì đó là gần 2 năm rồi chứ. Thì nói chung là Phượng muốn kể cái câu chuyện này, đem cái xấu của Phượng, không phải cái xấu, cái ngơ của Phượng ra để trình bày rất là thật với mọi người. Và Phượng hy vọng là qua câu chuyện này thì những cái bạn trẻ sắp đến Tây Ban Nha sẽ có thêm một cái kiến thức rất là quan trọng về cái việc sử dụng ngân hàng ở Tây Ban Nha nha. Bây giờ tụi mình bắt đầu ha. Phượng pha cho mình một ly nước thơm và vodka rất là ngon. Mùa hè thì Phượng rất là thích tự pha cocktail những cái loại rất là đơn giản nhẹ nhàng ở nhà, ví dụ như nước trái cây với lại vodka, hoặc là chút xíu vodka, hoặc là chút xíu có cái mùi rượu nào đó. Nó không biết diễn tả sao, Phượng rất là thích cocktail tại nhà pha như vậy, cho nên là mùa hè cái món nước này là Phượng rất là thích luôn. Thôi vào chủ đề chính nha. Hơn một năm rưỡi về trước, gần 2 năm về trước khi Phượng bắt đầu qua Tây Ban Nha thì Phượng cũng như các bạn thôi, Phượng rất là không biết mình nên chọn cái ngân hàng nào để sử dụng ở bên này, bởi vì mình cũng ngơ ngác. Và dĩ nhiên là cái số tiền của mình đem qua Tây Ban Nha để đi học hoặc là
Nói chung là những cái gì mình cần, tiền bạc này kia nó rất là quan trọng, giống như là một cái tùy thân mà rất là quan trọng đối với mình. Cho nên cái việc lựa chọn ngân hàng là một cái việc mà Phượng đã mất rất là nhiều thời gian. Thì thật ra lúc mà Phượng lựa chọn ngân hàng, Phượng có lên những cái trang web, có tham khảo ý kiến, có xem mọi người nói như thế này như thế kia. Thì những cái trang cộng đồng Việt Nam thì rất là nhiều bạn giới thiệu cái ngân hàng BBVA cho Phượng. Thì ở Tây Ban Nha theo như Phượng biết, hoặc là ở Madrid theo như Phượng biết, thì đến thời điểm hiện tại thì Santander và BBVA là những cái ngân hàng lớn tầm cỡ nhất, nhất nhì ở Tây Ban Nha. Do đó mà lúc mà Phượng qua thì Santander thì Phượng Phượng không nhớ là vì lý do gì mà Phượng không có làm thẻ của họ được. Cho nên là sau khi tham khảo ý kiến nhiều người thì nói là BBVA là một cái lựa chọn rất là tốt, bởi vì cái hệ thống ngân hàng online của họ rất là tốt, vân vân. Do đó là Phượng đã chọn BBVA. Và các bạn biết không, Phượng đã đặt hết niềm tin, bởi vì Phượng cứ nghĩ là ngân hàng ở Tây Ban Nha nó sẽ rất rất là khác, và nó rất là gọi là hiện đại phát triển. Nó phải rất là tốt hơn so với ngân hàng ở Việt Nam mình. Do đó mà khi Phượng đến liên hệ với BBVA á, thì một cái chi nhánh gần nhà của Phượng, thì cái chi nhánh nó nhỏ thôi, nhưng mà có một cái chú đó là nhân viên, chú đó cũng bốn mươi mấy tuổi thôi, thì nhìn có vẻ bốn mấy 50, Phượng không dám chắc, nhưng mà đại khái là cũng không có lớn tuổi lắm, thì làm ở cái quầy gọi là giao dịch tiếp khách hàng đó. Thì ở đó ngân hàng đó chỉ có vỏn vẹn bốn nhân viên là vòng vòng cái khu ở trong để tiếp khách và thủ quỹ và này kia, thì chỉ có bốn người thôi, thì các bạn biết là nó nhỏ cỡ nào. Thì Phượng vào thì cái chú đó cũng lớn lớn tuổi, thì chú đó lại biết nói tiếng Anh. Thì thời điểm đó Phượng nói tiếng Anh, thì Phượng mới hỏi chú là bây giờ Phượng muốn làm thẻ, và những cái người ta giới thiệu Phượng như vậy nè, Phượng muốn làm cái thẻ cho sinh viên thì như thế nào. Thì sau một hồi chú coi hồ sơ này kia của Phượng đem đến, nói chung là Phượng rất là cẩn thận, Phượng đem trình bày hết hồ sơ của con, có cái này cái này cái này, thì chú coi coi là sẽ thích hợp như thế nào. Thì chú nói được rồi, ngồi đây đợi xíu. Nói chung là những cái việc trao đổi giữa tụi Phượng và chú đã rất là nhanh chóng luôn, và chú đã tỏ ra rất là niềm nở, rất là dễ thương, và nghe cái gì cũng cười xòe xòa. Nói chung là tỏ ra rất dễ thương nhưng mà không có thật lòng, các bạn biết không. Nhưng mà Phượng thì lại nghĩ là người ta nay, tại vì Phượng nghĩ là trời ơi, Phượng gặp được những cái người mà dễ thương tươi cười với Phượng là Phượng mừng lắm rồi. Cho nên là khi mà chú đó nhận giấy tờ hồ sơ của Phượng thì chú kêu Phượng ngồi đợi, và sau đó chú vào trong thì chú soạn một cái hợp đồng rất là nhanh luôn, nói chung là in ấn cái gì đó thì đem ra cho Phượng ký. Và chú nói là ok, bây giờ làm cái thẻ này cho Phượng và như vậy là xong rồi đó. Thì bây giờ cái account của Phượng là như thế này như thế này như này. Nói chung là chú chỉ là bây giờ là mở cái account như vậy đó, có thể download cái app này về xài, vân vân. Nói chung là rất là nhanh chóng luôn. Thì lúc đó Phượng còn có hỏi, tại vì Phượng là đăng ký theo dạng sinh viên thì dạng sinh viên nó phải khác, là không có tính phí. Thì Phượng mới hỏi cho chắc ăn một lần nữa là chú ơi, cái này cái thẻ này có nghĩa là không có tính phí đúng không, con có phải đóng cái tiền gì nữa không, hoặc là lúc con xài con phải đóng tiền gì nữa không. Thì chú nói là không, không có đóng tiền gì hết. Và rõ ràng là Phượng vì lo sợ Phượng đã hỏi, và chú đó khẳng định là không có đóng tiền gì hết. Và sau đó Phượng rất là vui luôn các bạn, Phượng không ngờ là dễ dàng và nhanh chóng tới như vậy. Thì Phượng chỉ đi về thôi, và Phượng không nghĩ tới việc là mình phải cầm cái hợp đồng đi về. Lúc đó có một cái chi tiết mà Phượng cũng không để ý, đó là lúc Phượng hỏi chú là chú ơi, cái này thì con phải xài như thế nào, cái điều khoản của nó làm sao, hay là cái điều kiện gì gì đó như thế nào, thì chú đó chỉ nói vỏn vẹn một câu là lên cái app đó đọc rồi sẽ hiểu hết. Nói chung là rất là niềm nở, nhưng mà lại nó có cái gì đó mà Phượng lại không có nhận ra. Thì Phượng vẫn đi về các bạn, Phượng vẫn đi về, và Phượng nghĩ là mình đã có cái làm thẻ xong rồi. Phượng đợi nhận thẻ rồi Phượng kích hoạt, thì cái ngày kích hoạt hay là cái gì đó Phượng đều đến cái văn phòng đó giao dịch, và cái chú đó vẫn là gặp Phượng thì hai rồi này kia, rất là nhớ mặt Phượng luôn, tại vì chắc là cái khu Phượng ở ít người châu Á lắm. Thì nói chung là mỗi lần gặp này kia thì thấy ổng cũng vui cười. Cười
thì Phượng càng thích nữa. Phượng càng nói là trời, dù sao mình gặp cái người dịch vụ mà, tại các bạn biết không, dịch vụ bên Tây Ban Nha rất là ngộ, họ không có tươi cười niềm nở với các bạn, họ cái chăm sóc khách hàng của người ta không phải như là đón rước, giống như là không không biết diễn tả sao hết. Nói chung là người ta rất là không có cần phải cười với khách, không có cần phải tỏ ra cái gì hết trơn á, Phượng thấy như vậy luôn á. Thì lúc đó Phượng lại tiếp tục là bình thường không có gì hết, thì Phượng nhận được thẻ Phượng xài. Thì có một lần Phượng không biết có việc gì mà Phượng đến giao dịch ở ngân hàng, thì Phượng hỏi cái gì đó, thì chú đó nói ủa sao Phượng không có đọc hợp đồng hả, chú đó đã gửi qua email cho Phượng rồi mà, nhưng mà rõ ràng là không có email các bạn. Thì lúc đó Phượng lại nói chú là Phượng không có nhận được gì hết, thì chú đó lại nói là được rồi, để chú gửi cái hợp đồng đó lại qua email cho Phượng. Thì thật ra đáng lý ra là Phượng phải cầm một cái hợp đồng giấy, nhưng mà Phượng lại không có nghĩ là Phượng phải cầm cái hợp đồng luôn, Phượng đi về bình thường. Thì sau đó thì tới khi mà chú đã nói là gửi qua mail, thì Phượng lại đợi chú đã gửi mail một lần nữa, tại vì Phượng không có nhận được, nhưng mà cuối cùng vẫn không có các bạn. Và tại vì lúc đó Phượng giao dịch với ngân hàng á, thì Phượng chủ yếu là Phượng chat online với cái app online á, thì rõ ràng là ngân hàng có một cái team online rất là tốt luôn, họ lúc nào cũng gọi là túc trực để mà hỗ trợ Phượng hết. Và có một lần Phượng bị hack thẻ, có nghĩa là có ai đó dùng cái thẻ của Phượng xài đi taxi đi đâu đó tính tiền, mà cứ mỗi 5 phút là hiện lên 30 5 phút là hiện lên 30 Thì may làm sao là lúc đó Phượng có đăng ký cái gọi là thông báo bằng tin nhắn á, cho nên Phượng nhận ra được, vừa mới nhận ra được là nó đã trừ tiền của Phượng 90 ơ hay là nhiêu đó hơn rồi. Thì đó là cái sự cố đầu tiên Phượng gặp, Phượng rất là sợ luôn. Thì Phượng lập tức gọi lên ngân hàng, thì họ khóa thẻ của Phượng và họ gọi là rất là hỗ trợ kịp thời, họ này kia rất là tốt luôn. Thì sau đó đó, cái người mà tư vấn ở trên mạng, trên cái chat đó, lại kêu Phượng là đến ngân hàng. Sau cái ngày mà cái số tiền đó được trừ hẳn rồi, thì Phượng đến ngân hàng để Phượng làm cái giấy gọi là báo mất tiền vân vân, để mà ngân hàng hoàn cái tiền đó lại cho Phượng vân vân. Thì nói chung cái chính sách đó rất là tốt, và những cái người tư vấn online họ cũng rất là nhanh chóng kịp thời với mình, thì Phượng rất là mừng luôn. Nói chung là lần nào Phượng gửi tin nhắn là họ lập tức, là sau khoảng mấy tiếng đồng hồ là họ đáp lại liền, họ không bao giờ để quá lâu, và lúc nào cũng có một cái người gọi là cái người đó nôm na là người ta gọi là có một cái team chăm sóc cho những cái khách hàng này, ví dụ như Phượng nằm trong cái team đó, những cái người này sẽ chăm sóc Phượng. Thì đại khái là như vậy á. Thì sau cái lần đó Phượng bị mất, như Phượng đến ngân hàng thì Phượng gặp chú đó, Phượng báo là cái tài khoản Phượng bị hack như vậy đó, thì bây giờ người ta hướng dẫn Phượng đến làm giấy như thế này như kia. Thì chú đó tỏ ra rất là kỳ kỳ lạ, cũng vẫn rất là cười, nhưng mà luôn luôn là có một cái sự giả tạo nào đó. Và tự nhiên lúc đó chú lại ngay lập tức là phản ứng theo cái kiểu là ủa tại sao Phượng không ra công an báo đi mà Phượng lại đi đến ngân hàng, chú không biết làm gì cho Phượng hết á, kiểu như là rất là dửng dưng mà rất là kỳ luôn. Thì Phượng đã thấy hơi kỳ rồi. Nhưng mà Phượng vẫn không có nghĩ gì hết, Phượng nghĩ là trời, chắc là người ta cũng không biết làm gì hay sao á. Thì Phượng mới nói là à, bây giờ chú đó liên hệ làm như thế nào với cái team này nè, người ta hướng dẫn Phượng đến như vậy nè, thì bây giờ Phượng làm cái giấy báo mất như thế nào thôi này kia đó. Thì đại khái là sau cái lần đó mọi việc giải quyết xong, Phượng được hoàn tiền và Phượng rất là an tâm về cái dịch vụ của ngân hàng, cho nên là Phượng không có mảy may nghĩ gì về cái vấn đề hợp đồng hết. Và sau khoảng nửa năm Phượng sử dụng thẻ thì tự nhiên cái tài khoản Phượng bị trừ. Thật ra là Phượng không nhớ số tiền, Phượng chỉ nhớ số tổng tổng cộng khoản thôi, nhưng mà lúc đó Phượng bị trừ, Phượng nhớ là như khoảng ba mấy hay là 50 mấy Phượng quên rồi. Thì tự nhiên cái tài khoản Phượng bị ngân hàng trừ tiền, thì Phượng rất là ngạc nhiên luôn. Thì Phượng mới liền lập tức liên hệ với cái team chat online đó để Phượng hỏi xem là ủa tại sao lại bị trừ tiền như thế này. Thì họ mới báo với Phượng là cái tiền đó là cái tiền bảo quản dịch vụ hay là cái gì đó, đại khái là một cái tiền dịch vụ thẻ mà hàng năm Phượng phải trả hay là gì đó, một năm thì trả một lần như vậy hay là sao Phượng quên rồi. Nói chung là đó là một cái phí mà Phượng phải trả trong một năm. Cái Phượng mới hỏi là ủa nhưng mà Phượng mới xài thẻ chưa được nửa năm rồi đó. Thì họ lại nói là không, họ tính trong cái năm này, tức là bất cứ thời điểm nào Phượng mở trong cái năm này thì Phượng đều trả một số tiền như vậy, thì năm sau cũng trong cái năm đó thì Phượng sẽ trả một số tiền như vậy. Thì Phượng mới nói là ủa cái này không đúng, tại vì lúc Phượng làm thẻ Phượng đã nói Phượng là sinh viên và Phượng không có phải bị trừ tiền gì hết, mà tại sao lại như vậy.
Thì nói chung nói qua nói lại thì cuối cùng cái người nhân viên đó lại kêu Phượng là đi ra ngoài cái chi nhánh mà Phượng mở thẻ đó để hỏi lại xem là cái hợp đồng của Phượng như thế nào. Bởi vì lúc đó họ lại đưa cho Phượng, chụp cho Phượng cái hợp đồng của Phượng là Phượng đăng ký một cái loại thẻ mà không phải là sinh viên, và nói chung là không có được những cái chế độ như là sinh viên. Thì Phượng rất là bức xúc luôn, bởi vì rõ ràng Phượng rất là rõ ràng Phượng hỏi chú đó rồi, thì Phượng chắc chắn là Phượng đã hỏi, và Phượng rất là bất ngờ là tự nhiên bàn tới cái việc hợp đồng. Thì đó, thì lúc đó là Phượng đã rất là giận rồi, nhưng mà Phượng mới không có thời gian, tại lúc đó hình như Phượng đi học hay là Phượng không có thời gian hay sao đó, thì Phượng mới nói là bây giờ nếu như vậy thì cái số tiền này là số tiền duy nhất Phượng bị trừ trong năm đúng không? Thì cái người trả lời của Phượng là nói là đúng rồi chị, một năm Phượng chỉ trả cái số tiền này thôi. Thì Phượng lại nói ok, coi như là mệt quá mình cũng không có thời gian đi làm lại, mà bây giờ ba mươi mấy ơ hay năm mươi mấy ơ thì coi như là cũng cho là cái tiền dịch vụ đi, tại vì mình cũng đang rất là hài lòng về cái dịch vụ của ngân hàng. Nói chung là Phượng đang cảm thấy vẫn còn rất là happy, không có gì hết, cho nên Phượng nói là cái đó rất là bức xúc luôn, nhưng mà Phượng thấy không có xứng đáng để mà mất thời gian đi đôi co đi tìm hiểu này kia, cho nên Phượng nghĩ thôi được rồi kệ nó, thì Phượng để qua một bên. Thì sau đó thì cuối năm, tự nhiên đến cuối năm thì tự nhiên Phượng bị gửi một cái tin nhắn khác, và trừ cũng Phượng không nhớ, khoảng trong vòng khoảng 100 ơ đổ lại hoặc là trên một chút, nói chung là trong khoảng đó. Thì dựa theo tin nhắn đó thì Phượng lại biết là ngân hàng trừ của Phượng nữa. Thì Phượng mới, trời ơi, lúc đó Phượng rất là giận luôn các bạn, bởi vì Phượng qua với tư cách là sinh viên, Phượng không có đi làm, không có, nếu là sinh viên thì các bạn không có đi làm, các bạn chỉ gửi tiền vào ngân hàng để có một cái số tiền đó để mà các bạn phòng thân hoặc là các bạn đóng học phí này kia thôi, thì làm sao mà có cái việc là các bạn bị trừ tiền ngân hàng như vậy, thì làm sao các bạn chịu nổi một năm, chưa chưa được một năm nữa, Phượng mới mở được hơn có nửa năm thì Phượng đã bị trừ gần 150 ơ rồi. Thì lúc đó Phượng rất là bức xúc luôn, thì Phượng mới lại liên hệ cái team đó. Thì lần này các bạn biết không, khi mà Phượng gửi cái tin nhắn Phượng hỏi là tại sao cái số tiền này là gì, tại sao Phượng bị trừ như vậy, bởi vì họ trừ mà họ không có gửi một cái giải thích hay là một cái văn bản nào qua email hay qua bất cứ cái gì để mà cho các bạn biết là bị trừ cái gì hết. Thì Phượng mới hỏi cái team đó, thì lần này sau khi Phượng gửi tin nhắn hỏi thì mất một khoảng thời gian, có nghĩa là như mất một ngày hơn á, thì họ mới hồi đáp lại cho Phượng. Họ mới nói là cái này là cái tiền là Phượng sử dụng cái này, nhưng mà thật ra các bạn biết ngôn ngữ ngân hàng rồi, mình cũng đâu có chuyên đâu, và Phượng không có hiểu rõ lắm. Thì đại khái họ nói là trên bao nhiêu tiền Phượng sử dụng, cứ mỗi lần Phượng quẹt thẻ là họ trừ bao nhiêu tiền, rồi tiền dịch vụ gì đó, đại khái là tổng cộng cộng lại là Phượng phải trả bao nhiêu đó tiền. Thì Phượng mới nói trời, cái gì vậy? Tại sao Phượng không biết cái chuyện là Phượng xài thẻ Phượng cũng bị tính mỗi lần Phượng Phượng xài thẻ, rồi mỗi lần cái tiền mà nó vào trong cái tài khoản hoặc nó ra tài khoản, nói chung nó chỉ nhúc nhích một cái là bạn bị trừ một tiền, số tiền, nói chung là nó chỉ cần ra hoặc vô, nó có một cái lịch sử giao dịch một lần là bị trừ một lần tiền, một lần là một lần tiền. Thì Phượng hỏi ôi, Phượng Phượng rất là giống như là Phượng rất là sốc luôn á, Phượng không biết là tại sao lại có những cái thông tin đó mà Phượng không hề hay biết gì hết. Thì Phượng mới giải thích rõ là cái này Phượng cảm giác giống Phượng nói với cái người đó là tại sao ngân hàng mà lại làm việc giống như là làm cho Phượng cảm giác như là Phượng là một khách hàng bị lừa đảo vậy đó. Bởi vì lúc Phượng đến làm việc thì rõ ràng Phượng đã hỏi rất là kỹ, và cái người nhân viên ở cái chi nhánh Phượng mở cái thẻ đã nói rõ ràng là Phượng sẽ không bị trừ cái gì hết, mà tại sao bây giờ lại trừ tiền của Phượng, mà trừ trong vòng chưa được một năm Phượng sử dụng, mới có khoảng, Phượng nhớ tới đó là khoảng 7 tháng hay 8 tháng gì Phượng sử dụng, không tới 8 tháng đâu, nói chung là 6-7 tháng gì đó Phượng sử dụng cái thẻ thôi, tại sao lại mất tiền như vậy. Nếu như vậy á, thì có giống như là Phượng bị lừa vậy đó. Thì Phượng cứ mỗi lần Phượng nhắn tin thì cái người nhân viên mà trả lời tin nhắn của Phượng á, họ im luôn, họ giữ cái tin nhắn đó, mấy ngày sau họ mới trả lời, và từ từ là họ cứ giống như làm lơ Phượng luôn á, họ không thèm trả lời gì luôn.
Thì lúc đó Phượng rất là tức giận các bạn, thì Phượng mới gửi một cái tin, Phượng nói là bây giờ nếu như mà không giải quyết cái này á thì Phượng sẽ phải lên gặp cái dịch vụ chăm sóc khách hàng, và Phượng phải có một cái sự gọi là Phượng phải làm việc, Phượng phải phản ánh như thế nào đó, chứ Phượng cảm thấy cái này là không đúng rồi đó. Thì Phượng nhớ là sau khoảng 2 ngày hay gì đó thì cái người nhân viên ở trên cái web chat, trên cái chat đó thì mới nói lại với Phượng là thì Phượng có quyền là đi muốn kiện cáo gì đó, hoặc là Phượng có quyền là đóng cái tài khoản của Phượng không sử dụng ngân hàng nữa. Nói chung là họ rất là bàng quan luôn các bạn. Thì sau đó thì Phượng có viết một cái mail rất là dài cho bên chăm sóc khách hàng. Thì bên chăm sóc khách hàng của ngân hàng đó cũng là cái team đó, Phượng viết một cái email Phượng nói về cái tình trạng là từ đầu tới cuối Phượng lập cái thẻ như thế nào. Thì cuối cùng Phượng cứ nghĩ là mình đã tâm huyết mình viết một cái email để trình bày rõ cái vấn đề mình gặp phải ở ngân hàng của họ, để họ tìm cái cách mà tìm hiểu tại sao Phượng lại bị như vậy, giống như Phượng bị lừa. Có nghĩa là cái chú đó cuối cùng ra Phượng chợt nhận ra chú là một cái người giống như là, tại vì người ta cũng nói là ngân hàng hoặc bất cứ, nói chung là cái sự kỳ thị, phân biệt chủng tộc này kia thì rất là nhiều, và BBVA là một trong những cái ngân hàng mà nổi tiếng về cái sự kỳ thị, nhất là với người châu Á. Không có biết diễn tả sao hết. Nói chung lúc đó Phượng không hề biết luôn á. Thì tới lúc mà Phượng đi tới cái bước đó thì Phượng mới biết ra cái thông tin là họ là chuyên gia kỳ thị người châu Á, và có rất là nhiều cái cuộc phản đối này kia, nói chuyện về cái việc là họ kỳ thị. Và Phượng mới chợt nhận ra cái thái độ của cái chú đó đó là giống như là giả tạo vậy đó, giống như là cười cười khẽ khẽ nhưng mà làm những cái việc khác sau lưng mình, và mình thật sự là không ngờ luôn. Và lúc đó Phượng mới hỡi ôi, Phượng mới nghĩ ra, thì Phượng rất là giận luôn. Thì Phượng mới đi ra ngân hàng, Phượng gặp cái chú đó lại, và Phượng lại nói với chú là cái này là không đúng. Ngay từ ban đầu chú nói với Phượng là không có tính phí gì hết, mà Phượng đã trả cái phí hàng năm gì đó rồi, rồi bây giờ lại tính những cái phí Phượng sử dụng thẻ vân vân, Phượng không hiểu gì hết. Và cái này không có được thông báo ngay từ ban đầu. Nói chung là nó rất là nhiêu khê, mọi chuyện nó trở trở nên rất là nhiêu khê các bạn. Thì cuối cùng cái chú đó chỉ chốt hạ một câu là Phượng nhớ sai rồi, không có, chú có nói là đây là những cái phí, xong rồi chú đã in một cái hợp đồng ra, và đúng là cái hợp đồng đó Phượng chưa bao giờ thấy luôn, là có những cái số tiền cái gì đó quy định trừ gì đó. Phượng nói ủa sao mà lúc Phượng ấy hợp đồng thì Phượng không có những cái thông tin này, Phượng hoàn toàn không có gì hết, và Phượng không hề biết. Đó là một cái dở của Phượng, có nghĩa là Phượng không hề nghĩ tới cái việc là phải cần có cái hợp đồng cầm trong tay và biết những cái gì, tại vì Phượng nhớ là Phượng lên mạng đọc những cái thông tin chung chung trên cái app, thì nói chung là mình đâu có biết cái hợp đồng mình ký ở cái khoản là mình đăng ký cái dịch vụ nào đâu, cái gói nào đâu. Cho nên là cuối cùng thì tất cả mọi người lơ Phượng luôn. Và sau đó thì cái hệ thống chăm sóc khách hàng của họ mới thông báo, gửi một cái email rất là lịch sự, sau khi mà Phượng gửi cái thư đó, là họ nói là họ sẽ ghi nhận cái phản hồi của Phượng, và họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ hồi đáp cho Phượng. Sau đó thì Phượng mới nghĩ là ít nhiều là đang có một cái sự hoạt động nào đó để giải quyết cái sự khiếu nại của mình. Nhưng mà không các bạn, sau đó thì Phượng nghĩ là sau hơn 1 tháng Phượng vẫn cố gắng duy trì cái thẻ của ngân hàng để Phượng đợi cái phút đáp của họ cho cái vấn đề của Phượng. Thì Phượng rất là hy vọng luôn, bởi vì Phượng nghĩ là không lẽ họ là một cái ngân hàng lớn mà họ tệ như vậy. Thì cuối cùng hơn 1 tháng trời không thấy họ liên lạc hay là nói bất cứ cái gì hết, thì Phượng lại gọi điện, Phượng nhắn tin cho cái group mà chăm sóc khách hàng của Phượng. Thì Phượng lại hỏi là cái vấn đề của Phượng đến đâu rồi, làm sao mà không có thấy hồi đáp gì hết. Thì họ nói với Phượng là ít nhất là phải từ 1 đến 3 tháng thì họ mới có thể hồi đáp cho Phượng. Và lúc đó là Phượng cảm thấy thật sự luôn á, mà gọi là sao ta, nói chung là cái cách của họ rất là thất vọng luôn. Không có còn như là ngày xưa là bạn nhắn tin họ trả lời liền, bạn hỏi cái gì là họ hồi đáp ngay. Nói chung là
họ bây giờ là mỗi khi Phượng gửi tin nhắn gì đó là họ ngâm cái tin của Phượng có khi cả tuần, xong rồi họ mới vô nói một câu là ngắn gọn cái gì đó như vậy thôi, có nghĩa là trả lời cho xong á. Thì Phượng rất là hụt hẫng luôn á, gọi là lúc đó là Phượng cũng thấy trời ơi, tại sao cái ngân hàng lớn mà nó tệ tới như vậy luôn, nó không có một cái sự gọi là uy tín gì hết. Và lúc đó thì bạn Phượng mới khuyên Phượng á, là cái việc đó không có đáng để mà tiếp tục giao dịch hoặc là giữ cái thẻ của ngân hàng này nữa đâu, bởi vì lúc đó là Phượng nhớ là tháng 12 hay tháng 1 gì rồi á, Phượng không nhớ rõ, nói chung là bạn Phượng khuyên là Phượng cắt luôn cái thẻ đi. À, để cho không phải tính tiền qua cái năm sau nó lại trừ tiền của Phượng tiếp, nói chung là cứ qua năm tới nhích qua một cái số là nó lại trừ cái tiền của mình qua năm mới thì sao. Rồi nói chung là thấy có vẻ như là không đi đến đâu á, thì nói chung là cũng theo kinh nghiệm ngân hàng của các bạn Phượng, thì sau đó là Phượng đành phải cắt đứt cái ngân hàng luôn. Mà Phượng, các bạn biết không, lúc mà Phượng đến Phượng rút tiền Phượng ra, mà cái ông đó, cái chú đó đó, ổng rất là bàng quan và ổng cảm thấy giống như là ổng tỏ vẻ giống như là gọi là gì ta, không có quan tâm, không có cần thiết, nói chung là Phượng muốn sao cũng được, Phượng đi thì càng tốt, hay là cũng không có gì là không vui với ổng hết. Cái Phượng tới Phượng rút tiền Phượng ra để mà cắt cái hợp đồng với ngân hàng thì ổng rất là vui vẻ, ổng làm cho nhanh cho Phượng đi vậy đó. Thì trời ơi, lúc đó Phượng rất là buồn luôn các bạn. Phượng cảm thấy là trời, sao mình ngơ dữ như vậy, có nghĩa là tại sao từ ban đầu mình không có nghĩ sâu xa gì hết, mình quá tin tưởng, mình nghĩ cứ nghĩ là một cái đất nước như thế này như thế kia thì nó sẽ không như thế này như thế kia đó. Thì cuối cùng đó là một cái kinh nghiệm rất là kinh khủng, và BBVA là một cái ngân hàng mà thật sự luôn á. Sau đó Phượng mới biết rất là nhiều bạn bị những cái trường hợp giống như Phượng, và lại nói một lần nữa là họ có một cái sự kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người châu Á, và có một cái sự rất là không ổn luôn. Không phải chỉ một mình Phượng nói mà Phượng thấy có rất là nhiều bạn nói về cái vấn đề đó luôn. Thì đó là kinh nghiệm của Phượng đã trải qua, và thật sự mà nói thì và đúng là mình quá ngơ thì cũng là lỗi của mình nữa, mình không có thể trách họ hoàn toàn, bởi vì họ có thể lừa mình là bởi vì mình ngơ thôi. Thì cho dù ngân hàng nó không lừa thì cái người nhân viên, cái người mà mở thẻ cho Phượng đã lừa Phượng, và có thể là cái chú đó là cái người kỳ thị chủng tộc kỳ thị người châu Á, và ổng cố tình thấy mình ngơ quá, ổng cố tình gọi là sao ta, giống như là Phượng cũng không biết nữa, chắc là ổng thấy mình ngơ quá rồi ổng cố tình làm những cái trò như vậy sau lưng mình mà mình không hề hay biết. Thì Phượng không có hề nghĩ cái chú đó tệ cho tới lúc mà Phượng sâu chuỗi lại hết tất cả, và Phượng nghĩ tới cái hành động và cái cử chỉ và cái thái độ của chú đó, thì Phượng mới từ từ Phượng mới ngờ ra là người ta nói là kỳ thị chủng tộc, có khi nào là cái ngân hàng đó là như vậy không, thì Phượng mới nghĩ đến cái việc đó luôn á các bạn. Nói chung là mỗi lần kể về những cái tai nạn, về cái sự ngơ ngác của Phượng trên đất khách đó, thì Phượng rất là buồn về bản thân mình luôn. Phượng cảm thấy là trời ơi, tại sao mình ngơ đến như vậy. Nhưng mà đi đâu thì cũng cần phải có những cái bài học đúng không. Thì Phượng nghĩ nếu như mà các bạn có nghe câu chuyện của Phượng và các bạn không cần phải trải qua một cái kinh nghiệm như vậy, các bạn cũng có một cái bài học cho bản thân mình để có một cái sự phòng phòng bị. Bản thân Phượng thì lúc Phượng qua đây đúng là Phượng quá tin tưởng vào một cái đất nước phát triển, Phượng cứ tin tưởng là mọi thứ nó sẽ khác xa ở Việt Nam mình, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều, mọi thứ nó sẽ thật là hiện đại, thật là văn minh, thật là tốt. Nhưng mà các bạn, tất cả mọi thứ đó chỉ là sự lầm tưởng thôi, ở đâu nó cũng có vấn đề hết các bạn. Và khi mà Phượng nhận ra là mình gặp quá nhiều vấn đề ở đây như vậy, Phượng đồng thời cũng nhận ra là mình quá ngơ ngác thôi, có nghĩa là mình đã tin tưởng một cách mù quáng, có nghĩa mình cứ cho là như thế này như thế kia. Cho nên là Phượng nghĩ là những cái kinh nghiệm này của Phượng có thể sẽ giúp ích cho những cái bạn trẻ những cái bạn trẻ mà sắp đến Tây Ban Nha để mà đi học, hoặc là nói chung là có một cái dự định gì ở đây, thì các bạn hãy nên lưu ý. Nói chung là ngân hàng tốt nhất theo như mọi người
nhận xét nhận định á, thì cũng không biết được đâu. Có người sẽ nói là ngân hàng này, có người sẽ nói ngân hàng kia, tùy theo những cái kinh nghiệm của họ. Dĩ nhiên là cũng sẽ có người sẽ tiếp tục nói với các bạn là BBVA là rất tốt và kinh nghiệm của họ đối với ngân hàng này không có tệ tí nào. Thì Phượng không biết, dựa trên kinh nghiệm của Phượng thì Phượng thấy họ quá tệ. Rất tệ. Còn Phượng không biết đối với những bạn khác có thể là may mắn hơn và không gặp cái sự cố gì, và có thể là các bạn không ngơ như Phượng thì các bạn sẽ đỡ hơn, hoặc là nói chung là Phượng không biết được. Nhưng mà đây là kinh nghiệm cá nhân và bản thân của Phượng. Thì nếu như mà các bạn muốn lựa chọn một cái ngân hàng thì hãy lưu ý cái kinh nghiệm này của Phượng nha. Bây giờ thì Phượng sẽ kết thúc clip ngày hôm nay ở đây, và Phượng rất là vui được ngồi chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm đau thương của Phượng ở xứ người. Phượng hy vọng là các bạn tìm thấy một chút thú vị gì đó ngày hôm nay cùng với clip của Phượng. Phượng mong chúc mọi người có một ngày thật là bình yên, thật là an lành, thật là vui vẻ và an toàn bên gia đình và bạn bè nha. Phượng hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Chào tạm biệt nha. Bye.